Hậu đám cưới rình rang, Quang Hải và Chu Thanh Huyền bất ngờ dính thị phi liên quan đến việc sử dụng hình ảnh cá nhân. Cho đến nay, nàng Wax sinh năm 2000 đã lên tiếng nói rõ vấn đề. Cặp vợ chồng son đình đám Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây tổ chức đám cưới nhưng lại dính vào tranh cãi. Theo đó, studio chụp ảnh cho cặp đôi bỗng đăng tải ảnh chụp màn hình nhận số tiền 70 triệu đồng được chuyển từ tiền vệ gốc Đông Anh, kèm lời bóng gió việc bị ép phải lựa chọn lấy tiền hay dùng ảnh. Trưa ngày 4 tháng 4, trên livestream của mình, nàng hot girl Sơn Tây nhận về nhiều bình luận của cư dân mạng hỏi quan điểm của cô về vụ việc với studio chụp ảnh cưới nọ. Vợ Quang Hải đã bày tỏ thái độ: "Mấy bạn cứ comment vụ ảnh đó, em không biết đâu. Thật đấy, em không quan tâm, không để ý thế đâu. Việc của hai vợ chồng cứ làm tốt việc của mình, còn việc đấy ai nói gì thì nói, người ta cứ tự lên nói chứ bọn em có nói gì đâu. Người ta cứ tự lên thích nói chứ vợ chồng em đâu quan tâm." Sau đó, người quản lý truyền thông của sự kiện đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chia sẻ quan điểm từ phía cặp đôi. Cụ thể, người này cho biết, khi tác nghiệp, anh ý va chạm với phóng viên và mọi người nhiều quá nên bọn em quyết định ngừng hợp tác. Sau khi thông báo ngừng hợp tác, anh L bảo chi phí của bọn em là 70 triệu. Lúc đầu em tưởng tài trợ 100%, nhưng sau có yêu cầu trả tiền thì bọn em trả tiền và yêu cầu gỡ ảnh xuống. Anh ý cũng chấp nhận rồi, nhưng đến lúc chuyển tiền xong thì anh ấy vậy đó ạ. Ngoài ra, phía Quang Hải khẳng định đã hỏi phía studio báo giá cho gói chụp ảnh nhưng studio không gửi. Hơn nữa, vào ngày cưới quan trọng nhất ở Đông Anh, 28 tháng 3, người phụ trách chính đã vắng mặt mà không thông báo trước, cũng không trả lời lý do. Sự việc trên nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Người bênh vực Quang Hải cho rằng việc studio sử dụng ảnh của nam cầu thủ và bà xã đăng lên các nền tảng xã hội để PR cho studio là sai. Chiều ngược lại bày tỏ quan điểm, dù chân sút 26 tuổi có là ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, nhưng khi sử dụng dịch vụ, nhất định phải trả tiền chứ không nên có tâm lý free. Giữa những tranh cãi, nhiếp ảnh gia của studio đã chia sẻ nội tình phía sau. "Ekip chúng tôi chụp dòng dã cho cặp đôi Quang Hải, Chu Thanh Huyền từ ảnh studio, ảnh ngoại cảnh, đám hỏi tới đám cưới. Chi phí 70 triệu đồng chỉ là một phần cho ekip sản xuất. Chúng tôi không thể làm không công và cũng chưa có tiền lệ chụp miễn phí cho bất kỳ khách hàng nào, kể cả ngôi sao", người này nói. Qua tìm hiểu được biết, studio của LLC đã phụ trách chụp ảnh cho tiền vệ gốc Đông Anh và bà xã Hot Girl ở đám hỏi hôm 1 tháng 1 năm 2024, chụp ảnh cưới cả ở studio và ngoại cảnh, sau đó là đám cưới vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Quang Hải và Chu Thanh Huyền còn một lễ cưới tại khách sạn vào ngày 6 tháng 4, tuy nhiên, hiện tại đôi bên muốn dừng hợp tác. Nói về chi phí sản xuất những bộ ảnh trước đó, phía nam cầu thủ cho rằng cặp đôi được chụp miễn phí vì studio đã dùng hình ảnh họ để quảng bá. Về phần nhiếp ảnh gia của studio, anh cho biết việc hợp tác giữa hai bên là do cô dâu Chu Thanh Huyền chủ động tìm đến nhờ ekip của anh lo phần hình ảnh. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. "Tôi không muốn mọi chuyện căng thẳng, tôi làm với không ít nghệ sĩ, tất cả mọi người đều rất vui vẻ trả tiền và cảm ơn ekip. Hoa hậu Đặng Thu Thảo trả phí đầy đủ như báo giá của tôi mặc dù tôi chỉ lấy cô ấy 50%. Hoa hậu Mỹ Linh hay Á hậu Tú Anh, Á hậu Thanh Tú, chúng tôi đều chỉ lấy 30-50% là phần chi phí sản xuất. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tôi cũng lấy 70 triệu đồng. Hải My còn bảo, sao anh lấy em rẻ như thế, anh cho hay. Chốt lại sự việc, nhiếp ảnh gia nói, tôi không thân với vợ chồng Quang Hải, Chu Thanh Huyền nhưng vẫn chỉ lấy bằng các nghệ sĩ quen là 70 triệu đồng dù chi phí sản xuất cho từng ấy đầu việc còn lớn hơn con số đó và tôi bỏ tiền túi ra bù. Tôi làm việc với hàng trăm khách hàng, sẵn sàng hỗ trợ mọi người, nhưng tôi cũng mong nhận lại từ các bạn sự trân trọng và chân thành, chứ không phải thái độ nếu không free được thì gỡ hết ảnh, hết bài đi.